Dương Dương thách thức vẻ đẹp trai, tung ảnh tự dìm bản thân vượt soái khí ngút ngàn. Mới đây, Dương Dương lại làm nóng mạng xã hội khi tự đăng ảnh dìm hàng bản thân. Trong ảnh, nam diễn viên đang được các nhân viên làm tóc để chuẩn bị cho vai diễn trong Thả Thí Thiên Hạ. Giữ nguyên bộ dáng này mà đi ăn, liệu có bị người ta đuổi ra không nhỉ? Dương Dương chia sẻ trên trang cá nhân. Hình ảnh này của Dương Dương đã nhận được vô số bình luận từ cư dân mạng. Đa số ý kiến cho rằng, dù nam diễn viên có cố dìm hàng bản thân thế nào thì cũng không thể làm lu mờ nhan sắc xuất chúng. Bình luận của netizen Việt: thiết nghĩ đây là một chàng trai có khát khao được người khác chê xấu một lần trong đời. Nhan sắc vàng tạo hình là đây. Đã bảo không có xấu được đâu anh ơi, đừng có cố nữa. Cho dù anh có làm gì đi nữa thì anh vẫn đẹp trai thôi, anh từ bỏ đi. Dìm nhưng không chìm chỉ có anh mà thôi. Với nhan sắc sao không đổi núi không dời này mà anh còn phải thắc mắc ư? Tấm ảnh Dương Dương trong tạo hình nhân vật Hắc Phong Tức trên phim trường Thả Thí Thiên Hạ trước đó cũng gây bão cộng đồng mạng xứ Trung. Trong ảnh, Dương Dương đang bước xuống từ ô tô của đoàn phim, khoe góc nhìn cực phẩm và khiến nhiều người phải thốt lên rằng cảm giác như đang xuyên không vậy. Các bức ảnh cô của Dương Dương khi bước xuống xe ở các đoàn làm phim khác cũng nhanh chóng được netizen đào lại. Dù khả năng diễn xuất còn gây tranh cãi, nhưng xét đến nhan sắc, Dương Dương vẫn luôn được đánh giá cao bởi vẻ ngoài soái ca của mình. Sau khi chiêm ngưỡng loạt ảnh Dương Dương bước xuống xe, netizen ai nấy cũng trầm trồ trước ngoại hình đẹp không gốc chết của anh. Mỗi cử chỉ và hành động của nam diễn viên đều có sức hút mãnh liệt. Bình luận của netizen: anh chỉ cần đứng đó thở thôi cũng tỏa ra khí chất ngút ngàn. Đẹp thật sự luôn ý. Trong dàn showbiz hiện nay, ưng mỗi visual anh Dương nhất, dù chả phải là fan. Cần được moi tạo hình luôn. Ông ấy mà thêm kỹ năng diễn xuất nữa chắc không địch thủ quá. Người đứng đầu nơi đó bỗng trở thành phong cảnh. Thật sự đẹp đến mức thở không nổi. Mỗi một lần bước xuống là một lần suy không đẹp vô cùng. Chồng em xuống xe thôi cũng đẹp ngất ngây. Không phải fan nhưng nhìn vẫn mê, tạo hình cổ trang đẹp thật. Đẹp thật sự, người gì đâu mà đẹp như một bức tranh, vô cùng hoàn mỹ. Thả Thí Thiên Hạ được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Phim lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu để giành thiên hạ. Trong đó, Bạch Phong Tịnh và Hắc Phong Tức là một đôi tri kỷ hơn 10 năm trời, đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ đáng gờm. Tình yêu của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia.